Pablo Puigcerdón. Có rất nhiều người hỏi về Pablo Puigcerdón, nhưng dùng như thế nào và dùng nó ra làm sao, nó có tác dụng gì và tác hại gì, thì ngày hôm nay xin chia sẻ cho mọi người biết được những tác dụng của nó và tác hại của nó song hành để mọi người có thể sử dụng một cách hiệu quả hơn. Điều đầu tiên, Pablo Puigcerdón là một chất ức chế điều hòa sinh trưởng. Nó giúp cho kiểm soát quá trình chiều cao cũng như là quá trình ra hoa của cây trồng. Song song với vấn đề như vậy thì chúng ta phải biết được cái tính tác dụng của nó là gì. Thì điều đầu tiên thì Pablo Puigcerdón nó giúp cho kiểm soát chiều cao cây trồng rất là hiệu quả. Nó làm giảm chiều cao của cây và bằng cách nó ức chế cái sự kiểm soát lượng hormone gibberellin trong cây. Điều này sẽ giúp quả kiểm soát được kích thước này và kiểm soát được lá, đặc biệt là đối với một số sản xuất những cây cảnh này hoặc những cây trang trí. Điều thứ hai đó là giúp kháng sâu và bệnh tốt hơn. Mọi người lưu ý vì sao đối với một số cây trồng dùng trong những mùa mưa mà cây của chúng ta cái lượng gibberellin rất cao, nó sẽ dẫn đến cái lá của chúng ta sẽ bị mềm hơn, bị mỏng hơn, mà chính cái lượng Pablo Puigcerdón cung cấp nguồn liều vừa phải, nó sẽ làm cho cái lá của chúng ta được nhanh, được dày hơn và sẽ khả năng kháng bệnh được tốt hơn. Rồi điều thứ ba đó chính là làm cải thiện được chất lượng của quả đối với một số cây trồng, là có thể làm tăng cường cái sự ra hoa nhé. Đối với một số cây trồng mà phát triển quá mạnh thì chúng ta sẽ kiểm soát bằng Pablo Puigcerdón để chúng ta có thể làm chặn lại quá trình sinh trưởng, để chúng ta có thể phân hủy bông hoa một cách nhanh hơn và làm tăng cái số lượng bông hoa cũng như là làm tăng quá trình kết trái. Nhưng điều này phải lưu ý về liều lượng bà con nhé. Cái điều thứ tư đó là tăng cường sự chịu đựng của cây trồng về thời tiết. Pablo Puigcerdón có thể là tăng cái khả năng chịu đựng đối với thời tiết, làm tăng khả năng chống stress của cây trồng rất hiệu quả. Và điều thứ tư là đó, Pablo Puigcerdón có thể làm tiết kiệm được không gian, vì do kiểm soát được cái chiều cao, cái chiều dài, cho nên nó sẽ làm cho bà con kiểm soát được cái tán của cây trồng, sẽ làm cho tiết kiệm được không gian trong quá trình sản xuất và giảm được chi phí sản xuất. Nhưng song song với quá trình về cái tác dụng như vậy thì tác hại của nó ra sao thì mọi người hãy theo dõi video tiếp theo nhé.